Ông đây. Gặp tao. Không phải trốn, nha Ngày 26 tháng 11, ông Đinh Văn Quyền, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Đồng xác nhận, tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã này, vào ngày 25 tháng 11, có một người phụ nữ tìm đến để gặp lãnh đạo công an xã An Đồng không được, quay ra quậy phá. Theo ông Quyền, trước đó vào sáng ngày 25 tháng 11, người phụ nữ tên T, 26 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa, có đến công an xã An Đồng, nằm trong trụ sở Ủy ban nhân dân xã An Đồng, huyện An Dương để trình báo nội dung xảy ra mâu thuẫn với một người làm cùng công ty và đề nghị công an vào cuộc điều tra. Mặc dù trong sáng 25 tháng 11, cán bộ công an xã đã tiếp nhận thông tin trình báo, nhưng đến chiều cùng ngày, người phụ nữ này tiếp tục đến Ủy ban nhân dân xã An Đồng để đòi gặp lãnh đạo công an xã. Khi không gặp được thì người phụ nữ quay ra quậy phá, ủng đổ nhiều xe máy, đồ đạc tại khu vực sân ủy ban xã. Hành động quậy phá của cô gái được người dân quay video đưa lên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người dân. Cũng theo ông Quyền, người phụ nữ này có biểu hiện không bình thường về tâm lý và vụ việc hiện đang được cơ quan cảnh sát điều tra, công an huyện An Dương xác minh xử lý theo quy định.